Lúc này người đàn ông bắt đầu ngồi tưởng tượng ra một cái viễn cảnh, đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, con cái thì mình không được mang theo, không được nuôi dưỡng. Sau khi nghe anh nói xong, mình mới nói tiếp. Nói anh, nếu mà vậy em đi ngoại tình anh có chấp nhận không? Thì một cái câu hỏi mà đặt ra hỏi người chồng như vậy, tôi hỏi các chị nè, ông chồng ông nói có hay là không? Có ông chồng nào dám nói là tôi chấp nhận không? Đàn ông á là một trong những tiếp người gia trưởng, cái tôi của họ rất là cao, cái sĩ diện của họ họ đặt ở trên đầu. Đàn ông là người trụ cột gia đình, là một người bảo vệ cả vợ, cả con, cả cha, cả mẹ, cả gia đình. Cho nên người đàn ông khi nhắc tới vợ của mình đi ngoại tình, cái đó giống như một cái xúc phạm cái giá trị con người của ông rất lớn. Cho nên lúc đó ông sẽ chống đối lại. Ông kêu làm sao mà vợ đi ngoại tình được? Đối với anh không bao giờ có việc vợ đi ngoại tình. Đấy. Vậy thì lúc này chúng ta cần phải nói cho anh biết thêm điều gì? Nói anh, cuộc sống hai vợ chồng từ khi lấy nhau, từ khi chúng ta quen nhau, chúng ta đã vượt qua bao nhiêu cái khó khăn rồi. Hai bàn tay trắng xây dựng lên cho tới bây giờ. Và từ những ngày đó, anh với em đã cùng cam kết với nhau là không được phản bội nhau. Ai mà phản bội, ai mà có bồ thì chấp nhận phải đi ra bằng hai bàn tay trắng, tan cửa nát nhà. Thì lúc này ông mới suy nghĩ. Xong rồi mình nói tiếp. Vậy thì nếu anh có bồ mà anh muốn chấm dứt cái hạnh phúc gia đình này thì anh phải là người đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Con cái thì em nuôi. Thấm chưa? Lúc này người đàn ông bắt đầu ngồi tưởng tượng ra một cái viễn cảnh, đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, con cái thì mình không được mang theo, không được nuôi dưỡng. Cũng có lúc là con cái lại có thằng khác nó nuôi, nó đập đánh con mình. Đau khổ không? Rồi cho anh suy nghĩ thoải mái. Rồi sau đó mới hỏi anh một câu nè. Anh hãy tưởng tượng xem, cái con bồ nhí của anh á, nó đủ can đảm để nó theo một người đàn ông mà trắng tay không? Đau đớn chứ anh em. Chỉ cần nói tới đó thôi, người đàn ông lúc này rơi về trạng thái gì anh em? Chị em, rơi về một cái trạng thái hoàn hồn, một trạng thái thức tỉnh. Họ biết được một điều rằng bao nhiêu bộ phim họ coi rồi, bỏ vợ bỏ con, rồi khi mà đi với bồ nhí vẫn còn tiền thì bồ nhí nó coi trọng, còn khi hết tiền thì bồ nhí nó đá, rồi sau đó lại mò về với vợ con. Nhưng mà trễ rồi, về vợ con đâu có chấp nhận nữa. Thì bao nhiêu cái bộ phim mà ông đã từng coi, ông ùa về, ông tưởng tượng ra được một cái cảm giác đó, cảm thấy nổi da gà, cảm thấy sợ hãi. Trong lúc cảm xúc của anh ta đang sợ hãi thì những người phụ nữ của chúng ta bồi thêm những cái mà cho anh ta tỉnh ngộ hơn nữa. Đó là nhắc tới con. Anh hãy tưởng tượng xem, khi những đứa con của anh nó biết anh ngoại tình thì nó để đối xử với anh như thế nào. Rồi lúc đó những đứa con của anh nó sẽ thất vọng về người cha của nó. Rồi cuộc sống của tụi nó sau này sẽ như thế nào? Tụi nó sẽ đi vào bế tắc, tụi nó sẽ đi vào chán nản. Và lúc này việc học của nó, cái sự trưởng thành của nó, cái việc mà tụi nó lớn lên mỗi ngày, cái việc mà tụi nó phát triển bản thân nó bị ảnh hưởng.
Vậy thì từ một người cha mà ảnh hưởng suốt cả cuộc đời của một đứa con, và sau này ảnh hưởng tới tương lai và sự nghiệp của những đứa con mình. Chỉ một cái sự ích kỷ của một người làm cha thôi mà lại hại luôn cả cuộc đời của những đứa con. Anh nghĩ xem mình có xứng đáng hay không. Lúc này rung hết tay hết chân. Một người đàn ông mà khi nhắc tới con, nhắc tới cái việc mà con cái vì mình mà thất bại, con cái vì mình mà sau này nó không trưởng thành được, con cái vì mình mà nó tham gia vào tất cả các trò chơi chán đời, tham gia vào nghiện ngập, chỉ vì là nó chán đời, chán cái gia đình này, chán cái người cha này. Người cha đau khổ lắm. Người cha đúng ra là phải là một tấm gương cho con mà. Bây giờ người cha lại là một tấm gương xấu để con noi theo. Người cha lại là một tấm gương mà làm cho con phải đau đớn. Thì cái đó không phải là tấm gương. Cho nên lúc đó cái nỗi sỉ nhục của một người đàn ông rất lớn. Đau khổ, tủi nhục. Và lúc này rất đau đớn luôn. Chưa xong ở đó các chị. Một chiêu cuối cho các ông, để cho các ông quay về hiện tại. Đó là gì? Có phải là những người đàn ông sinh ra được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, và người đàn ông cũng là một trong những người mà nhắc tới thân sinh phụ mẫu, họ rất là coi trọng. Mình hãy nói cho người đàn ông một lần nữa. Em sẽ nói cho ba mẹ, em sẽ nói cho cô dì, chú bác dòng họ và tất cả những người bạn của anh, để họ xem như thế có được hay không. Lúc này người đàn ông mà nghe tới nói với ba mẹ, có thể là không sợ ba mẹ đánh đòn, la mắng, nhưng mà cái việc mà người đàn ông có hiếu thảo với ba mẹ rất là lớn anh em. Cho nên khi nhắc tới cha mẹ, nhắc tới cái người mà sinh ra mình, nuôi nấng mình, cho tới bây giờ mình chưa báo hiếu được gì mà mình lại gây ra những cái chuyện này. Tôi nói thật với tất cả các chị, người đàn ông rất sợ. Mà nghe nói với dòng họ, đặc biệt là với bạn bè, người đàn ông mất hết, mất niềm tin, mất cái giá trị con người, mất hết. Vậy thì lúc này cảm giác của người đàn ông như thế nào các chị biết không? Mới ngồi so sánh, người đàn ông khôn lắm. So sánh xem là cái việc mà mối tình của mình với lại cái con bồ thì chắc chắn là sẽ không đi tới đâu. So với cái việc mà mình mất tất cả, mình ra đi bằng hai bàn tay trắng, mình mất đi cái giá trị con người của mình, mình mất đi cái giá trị là một người cha với những đứa con của mình, thậm chí mình sẽ làm cho cuộc đời những đứa con của mình rơi vào bế tắc. Thậm chí là cha mẹ mình, dòng họ mình sẽ bị xấu hổ vì mình. Bạn bè, anh em mình sẽ chê cười mình, không chơi với mình nữa, không coi trọng mình nữa. Vậy thì tôi hỏi các chị, khi mà chúng ta sử dụng đúng theo cái chiến lược này của sự tập trung về để giúp cho chồng tỉnh ngộ ra, để chồng biết được rằng giữa cái sự lựa chọn gia đình và những cái giá trị của người đàn ông, so với cái việc đi chọn một cái cảm giác lạ khi mà lựa chọn một con bồ, thì người đàn ông lúc này sẽ chọn ai? Vậy thì các chị thấy các chị thành công chưa? Các chị đã thành công. Bỏ ngay cái thói quen cũ, mỗi lần gặp việc gì, mỗi lần thấy chồng ngoại tình thì lại tổ chức đi đánh ghen, tổ chức đi tạt axit. Làm vậy để làm gì? Cái vấn đề là chồng của mình á, chứ không phải là cái con bé kia đâu. Đập con bé kia làm cái gì? Mình làm như vậy mình chỉ gieo thêm cái nghiệp chướng mà thôi.
Vậy thì thay vì mình như làm như vậy, mình làm theo cách này để mình giữ được cái hạnh phúc gia đình. Mình làm theo cách này, mình giúp chồng được một lần trong cuộc đời sa ngã. Và cuối cùng, sau cái đợt này, người chồng của mình đội mình lên trên đầu. Lâu nay chồng mình chê, sao mà không biết suy nghĩ, ăn nói thì thô thiển, rồi lâu nay thì chê nào là người thì không biết làm gì cả. Nhưng mà qua cái đợt này, các chị đã giúp chồng chị thoát ra khỏi được một cái mê hồn trận của con nữ đó. Giúp chồng mình kịp thời quay trở lại với những giá trị cao nhất trong cuộc đời của anh ấy. Cái đó mới là cái giá trị. Và từ những giờ phút đó, người chồng của các chị sẽ tôn trọng, sẽ tôn thờ, sẽ phục vụ các chị tốt hơn. Và nên nhớ, chuyện gì đã qua đừng bao giờ nhắc lại. Đừng có một ngày hai ngày lại mang cái chuyện ngoại tình của chồng ra để nói. Hở đụng chuyện gì thì lại nhắc, rồi lại theo thói quen cũ đúng không? Đừng bao giờ nhắc theo cái kiểu đó. Luôn luôn có trạng thái cơ thể, luôn luôn có một bộ ngôn từ đàng hoàng chuẩn mực của một người vợ, luôn luôn sự tập trung vào những điều hạnh phúc của hai vợ chồng để chúng ta tiến tới một cái mục đích, đó là hạnh phúc gia đình, chứ không phải để đi phá đi cái hạnh phúc gia đình. Các chị vẫn làm theo cách cũ, đó là đang đi phá cái hạnh phúc gia đình. Mà khi chúng ta phá đi hạnh phúc gia đình, cái người đau khổ trong cái việc bất hạnh của gia đình đó là gì? Vẫn là những đứa con của chúng ta thôi chị. Đừng bao giờ làm như thế. Cho nên ngày hôm nay tôi chia sẻ bí quyết này cho tất cả các chị, giải quyết được cái vấn đề của các chị ngày hôm nay trong lớp học này. Được chưa ạ? Rồi. Rồi, nếu mà cảm thấy buổi học ngày hôm nay tuyệt vời thì hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Và chúng ta sẽ giải lao, rồi sau đó chúng ta sẽ vào học.